Ái Hiền xin gửi lời chào thân ái tới quý vị đang đến với chương trình Phóng sự Cộng đồng. Ngày hôm nay, nhóm phóng viên của Đài Việt TV đang có mặt tại nhà hàng Phoenix, tọa lạc trên đại lộ Bel Air, là nơi tập trung nhiều thương vụ của người Việt tại thành phố Houston. Và ngày hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây xin tường trình buổi lễ tưởng nhớ Đại Đức Quang Trung với Hội Ái Hữu Quang Trung Bình Định kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa lần thứ 227. Kính mời quý vị đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Tây Sơn trị vì 22 tháng 12 năm 1788 đến 16 tháng 9 năm 1792. Đăng quang vào ngày 22 tháng 12 năm 1788. Tiền nhiệm là Thái Đức Hoàng đế, kế nhiệm là Cảnh Thịnh Hoàng đế. Thê thiếp của ông là Hoàng hậu Phạm Thị Liên, chính cung Hoàng hậu Bùi Thị Nhạn. Ngày 7 tháng Giêng năm Bính Thân tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thấy cô tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay thì không biết là mình được biết đây là Hội Ái Hữu Quang Trung, không biết là cô có phải là quê ở Bình Định không ạ? Không, cô không phải quê Bình Định. Dung sinh ra Huế nhưng mà dung dự trong bang Văn Nghệ thành ra tới dự. Đây là năm thứ mấy cô tham dự chương trình này? Năm thứ ba. Khi mà mình đến đây mỗi năm như vậy thì có những cái cách tổ chức khác nhau, thì riêng với năm nay có điều gì làm cho cô ấn tượng nhất? Ấn tượng nhất là mỗi lần mà mình đến dự cái lễ này thì mình nhớ những cái cha ông của mình ngày xưa, tức là gương sáng để cho mình học hỏi. Ngô Ngọc Du là một nhà thơ đương thời đã ghi lại không khí tưng bừng của ngày chiến thắng oanh liệt, trong đó có một bài thơ: giặc đâu tàn bạo sang điên cuồng, quân vua một giận oai bốn phương, thần tốc rủi dài xông thẳng tới, như trên trời xuống dám ai đương, một trận rồng lửa giặc tan tành, bỏ thành cướp đó trốn cho nhanh, ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến, trăm họ chật đường vui tiếp nghênh, mây tạnh mù tan trời lại sáng, đầy thành già trẻ mặt như hoa, chen vai khoác cánh cùng nhau nói, kinh đô vẫn thuộc núi sông ta. Vừa rồi là phần tường trình của Ái Hiền với nhóm phóng viên của Đài Việt TV. Ái Hiền rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Không quên kính chúc cho quý vị có một ngày thật là an lành và hạnh phúc. Xin chào.